Đây bộ điện của anh đấy nhá. Ổ khóa này, chân ga này, đồng hồ báo công tơ mét, rồi báo xi nhan, đèn còi báo tốc độ này, đèn hậu xi nhan, đèn lùi, đèn pha xi nhan nhé. Đây em bật xi nhan cho bác xem này. Đây là xi nhan dừng khẩn cấp nhé. Đây xi nhan dừng khẩn cấp này, tắt này. Còn đây là xi nhan đơn từng bên một này. Này em để lệch hai bên. Trái xi nhan phải. Cái này nó có hệ thống tự trả xi nhan nha, ví dụ các bạn đánh vô lăng này. Đấy. Các bạn xoay vô lăng lại nó sẽ trả xi nhan. Không có xi nhan đâu nhá. Còn đây là cái đây là đèn lùi nhá. Đèn lùi thì nó có bóng trắng này. Còn đây là hiển thị công tơ mét này. Ở chế độ lùi thì tốc độ nó chậm. Đấy, nó chỉ có khoảng mười mấy km trên giờ thôi. Ở trên chế độ lùi. Cái bộ này là bộ 48V. Có 60V cũng có. Đấy. Nó hiển thị điện áp bằng cái vạch pin. Còn cái ở trên nó sẽ nhảy hai cái chức năng gọi là nó đo công tơ mét. Vừa đo tốc độ và vừa đo quãng đường đi được. Cái này nó chỉ tương đối khoảng 80-90% thôi chứ không phải là đúng 100% các bạn nhé. Đấy, tốc độ nhưng mà 17 km là cũng tương đối chuẩn đấy. Điện áp là 47V. Cái này nó tự nhận dạng 48-60, đây đi được 0,2 km rồi đấy. Quãng đường đã đi này. Đây là đèn pha. Đèn pha thì đang bật nhé. Bây giờ mình tắt đèn pha đi này. Đấy, đèn pha tắt thì vẫn có chức năng đèn hậu nhé. Cái này nó có cả đèn phanh nữa các bạn nhé. Đấy. Mình chuyển chế độ. Đây là tiến này. Khi bấm tiến thì xi nhan nó sẽ đèn lùi nó sẽ không có đâu nhé. Tốc độ nó nhanh hơn lên này. Tốc độ hiển thị là 38 km/h nhé. Đây là tốc độ không tải các bạn ạ. Khi có tải tất nhiên là nó sẽ không được như này nữa. Nó chỉ tầm hơn 30 thôi. Đấy. Cái này có cả còi đấy nhé. Còi sên rất là đẹp này. Còi sên kêu rất là to. Chip xi nhan kêu. Có cả số mo nữa các bạn nhé. Đây cái bộ dây điện này rất là đủ chức năng. Full chức năng. Các bạn nào thích đấu gạt mưa cũng có nhé. Ở trên cái bộ dây ở trên đầu này nó có cả chức năng đấu gạt mưa này, đấu MP3 này, đấu công tắc phanh chân này, nó đều có hết đấy. Ở trên cái bộ đầu dây này nó còn thừa rồi, còn thừa rất là nhiều rắc này. Đây một chùm rắc này. Đấy. Rất là nhiều rắc không dùng, chưa dùng đến này. Đây nữa này, đây còn rắc nữa này. Đây rắc 4-5 rắc chưa dùng đến này. Ở trên này còn vài đầu rắc nữa này. Thì những cái chức năng này nó như kiểu là cái dây to này thì nó dùng cho như kiểu là điều hòa với này máy sưởi các thứ đấy. Thì nó có cái bộ dây này, nó dùng đủ chức năng luôn. Chân ga thì bên em có loại treo, có loại sàn nhé các bạn nhé. Động cơ thì có rất là nhiều cơ khác nhau. Đây là cái bộ dây điện này là full chức năng đấy.